Phân ưu, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại vô cùng kính tiếc nghe tin. Thiền sư Húy Thượng Trừng Hà Quang từ Phùng Xuân, Hiệu Nhất Hạnh, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 42, niên trữ trú trì Tổ Đình Từ Hiếu, Khai Sơn Đào Tràng Mai Thôn Quốc Tế, đã thâu thần an nhiên thị tịch lúc 1 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, tại Tổ Đình Từ Hiếu, Thừa Thiên Huế, trụ thế 96 tuổi và 70 Hà Lạp. Sự viên tịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, bậc Tòng Lâm Thạch Trụ khả kính của Phật giáo Việt Nam và thế giới, không chỉ là mất mát không gì bù đắp riêng đối với môn đồ pháp quyến của Thiền sư, mà còn là tổn thất lớn lao chung cho toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam và thế giới. Thay mặt Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, xin thành kính đảnh lễ tưởng nguyện công đức hoằng pháp lời sanh cao cả của Thiền sư, đồng thời thành kính phân ưu và nhất tâm cầu nguyện giác linh Ngài tịch diệt vi lạc. Thay mặt Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Chủ tịch Hội đồng Điều hành, Tỳ kheo Thích Viên Lý,